các bạn, mình đã rửa thao rau mầm ra được một đĩa như thế này nè mọi người. Đó, đây là rau mầm củ cải trắng này đó. Mình thấy rất hấp dẫn ha. Tuy là cái cọng nó không có to bằng cái rau mầm rau muống các bạn, nhưng mà ăn cái rau mầm này rất là hấp dẫn, nó nồng nồng cay cay rất là ngon mà. Đó. Rồi, mời tất cả các bạn cùng mình làm nhé, cùng mình gieo hạt cây như thế nào nhé. Rồi, xin mời các bạn. Hello cả nhà, đây là cái phần đất mà mình đã chuẩn bị để mình gieo rau mầm. Thì đất mình chuẩn bị mình xới lên tơi xốp ha, và mình để dưới là một cái miếng vải mùng để cho nó sạch á, khi mà mình nhổ nó không có bị dính dơ. Xốp lên đấy. Còn đây là cái phần hộp mình đã ngâm rồi nè các bạn, giờ mình gỡ hộp lên đây. Để xong rồi mình tưới nước thôi, để đều lên. Chúng ta bê hộp đều đó các bạn, tại vì nếu mà để nó gần với nhau quá thì nó sẽ dính cục lại, nó sẽ không tốt, nó sẽ bị hư luôn. Cuối cùng mình dùng nước mình tưới. Dùng cái lưới mùng mình hoặc là miếng vải gì đó các bạn, mình làm gì thì khi mà mình nhổ nó sạch, nó không có bị bám đất, bám tro hay là xơ dừa. Làm cái nền á nó không bám vào. Rồi xong thì cuối cùng nữa đó là chúng ta lấy đồ, chúng ta đậy ra, lấy này mình đậy lên các bạn, rồi để một ngày sau thì chúng ta vào ra chúng ta xem ha. À, cái này là 2 ngày 3 ngày, cái này 3 ngày dở ra, cái này nó còn xanh nè, dở ra xong rồi tới chiều lại là nó cái này nó còn màu trắng, dở ra tới chiều nó sẽ có màu xanh, nó sẽ phát triển hơn, ngày mai là nó lên cao hơn vậy nè, rồi mình có thể thu hoạch ăn được. Có tốt luôn không? Cái này dễ ít hạt hơn cái kia, thưa hơn được, mà cái này nó còn ốm nè, nó chưa mập nè, để mai mập như cái đó. Đây rau mầm hôm nay nó cao nè mọi người, này là thu hoạch ăn được nè, quá cao luôn đó, mọi người thấy không, quá tốt luôn nè.
giờ chúng ta thu hoạch thôi. Này các bạn, dài hết xíu rồi. Hôm nay bây giờ mình thu hoạch thôi, quá trời ngon luôn nè. Cái này chắc cắt hết luôn quá, nhiều quá luôn, ăn không hết. Cắt hết thì cắt đi. Mình ký việc nhổ lên. Vậy đặt thôi. Đấy, dài thậm thượt luôn. Cắt bỏ nó. Chịu. Vậy mà gốc đó mình có thể trồng lại được không nè? Trồng gì trồng gốc này nó ngon. Lúc già mới được hả? Góc này là góc gì vậy? Đợi nó già là bao lâu? Góc này nó già là nó có củ. Bồ già? Nó có gì? Có củ. Củ hả? Cái này làm gì có củ cải? Củ cải mà. What the? Nó có cái củ nhỏ nhỏ thôi thôi là biết nó già đó hả? Nắm dơ cái tay đó. Con vẫn thích làm. Dục đi. Cắt ăn con. Để cắt mà để vô trong hộp, để vô tủ lạnh. Ngon. Mày. Để tủ lạnh ăn từ từ. Lạnh hả? Lặng. Hôm qua nó ngắn mà bữa nay nó lên dài quá trời luôn nè. Bo a bo. Vì mình trồng ở trên đất á thì mình giờ mình nhổ lên và mình cắt rễ nó các bạn ơi. Rau mầm này là rau mầm củ cải trắng nè mọi người. Mình ăn cái rau này á, nó có dinh dưỡng nên cao lắm các bạn, và nó cũng dễ ăn chứ cũng không khó gì mấy. Nó cũng hơi nồng nồng cay cay. Bạn nào không thích ăn nồng cay thì trồng những cái loại rau mầm khác mà mình thấy cái mà mùi nó cũng dễ ăn và nó nồng nồng thì nó nồng này nó cũng hơi nồng nồng thôi mọi người, chứ nó không phải là quá nồng, cho nên ăn cũng dễ. Và nó cũng kích thích cái vị giác của mình, ăn sẽ ngon hơn các bạn. Mập ghê không? Nó cũng cao mà nó mập nè. Mà chỉ 4 ngày thôi. Cho nên là nếu mà các bạn ủ rác thải nhà bếp hoặc là ủ xác trà, xác cà phê gì đó, nói chung là mọi thứ các bạn ủ thì để cái lớp đất ở trên đó, mình lớp đất hơi dày dày một tí, vừa là không có bị sâu, không có bị dồi, và có thể là chúng ta trồng được luôn các bạn, không có phải đợi cho nó quay mục ha. Đó, rất là ngon các bạn ơi. Mình thì không có chỗ rộng cho nên là mình trồng những cái loại rau mầm như thế này nè, dành cho những bạn không có chỗ đất rộng á các bạn, thì mình trồng những loại rau như vậy mình ăn ở trong nhà thì đảm bảo sức khỏe nữa mà lại tiết kiệm đó các bạn. Rất là giòn, mình đụng cái là nó gãy rồi mình. Thank you.
đó, thao này cũng nhỏ thôi nhưng mà sâu lòng các bạn rất là nhiều luôn nè các bạn nhỏ. Một cây như thế này thì mình sẽ thu được một thao như thế này, đó, ngon hấp dẫn không? Đó, mình ăn cả ngày không hết luôn đó mình. Đây, đó, hấp dẫn ha. Thôi, phần chia sẻ của mình đến đây xin tạm dừng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.